xuống phía bên phải, sau đó thấy là cả đại của các người chiến sĩ Việt Nam được triển khai mà không gặp nhiều những trường hợp thái từ dưới của bắc phương. Kết thúc trận đấu giải đấu Liverpool Việt Nam và Barca Việt Nam.
một trận đấu, một cuộc đua đuổi tỷ số. Like và share nhịp đập Ai Phủi và Ai Phủi TV để theo dõi thêm những video hấp dẫn nhé anh em.